Hi, welcome back to our channel. We are on the Hạ Long City Tour bus. It's a double-deck bus. We're sitting on the top because this has better view. This bus will take us around the city to see the night views. The tour costs 180,000 Vietnam dong, or around $7. This price per person and for 2 hours. If you want longer, then it costs more. Thua. Sao nó nhạt không được? Ôi nhà thuốc phòng. Wow, đường này look nice. Very clean. Không có nhiều xe mà. Ở bãi trái cũng có cổng, tất cả là các bạn vượt lên.
sao? Nó là một hệ thống khách sạn của các lễ khách sạn đặt tại ra điều này đấy. Đặt vào. Còn là cái tour thôi, hải trình buổi tối thôi, cái tour vẫn chưa đi đâu. Công mới hơn. Còn lại nếu mà tính ra từ giai đoạn đến năm 2003, tức là cách đây khoảng đâu đó là 11 năm,
trở về trước thì cái tuyến đường quốc lộ 18 này nó khá là nhỏ và đi lại ở trên tuyến đường này rất khó khăn, bởi vì ảnh hưởng bởi cái yếu tố đó là phải qua cái phà và cái bến phà Bãi Cháy nối lại Hòn Gai này cũng là một trong những cái nút giao huyết mạch đối với lại việc mà phát triển kinh tế và vận chuyển hàng hóa giữa các cái tỉnh ở phía bên của Hà Nội trở đi và đi xuôi về phía bên của Quảng Ninh để ra biên giới Móng Cái. Và ở phía bên giai đoạn năm 2003 thì cũng đã có cái kế hoạch là xây dựng cầu Bãi Cháy để có thể là rút ngắn đi cái khung thời gian mà giảm thiểu cái chi phí chờ đợi tàu phà rồi cũng như là chi phí của người dân khi đi qua lại trên cái tuyến đường 18 này. Thì cái cây cầu Bãi Cháy đã được thi công và xây dựng bởi nhà thầu của Nhật Bản Sumitomo được giai đoạn năm 2003 đến năm 2006 thì hoàn thành cây cầu này. Và cái cây cầu ở tại đây thì cũng khi xây vào trong cái mùa nước này là mùa nước cạn nhé, còn cái mùa nước lớn đi thì vẫn có là hệ thống luồng lạch của có thể là các cái thuyền trọng tải lớn, xà lan và ra vô bốc xếp hàng hóa, và cũng như là cái việc mà các cái thuyền nạo vét bùn của cái phía bên cần cơ lục này cũng được thường xuyên là nạo vét để khơi thông cái luồng lạch cho các phương tiện tàu thuyền qua lại. Phía bên tay phải cho chúng ta đi, khi đi qua khu đồi này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đó là khu vực của Vịnh Hạ Long. You don't have to live in that one here. That one here was more expensive. Also, the motorcycle drive in there. We have only been for this time. Buổi sáng mình sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn nhé. Phía xa xa kia là ngọn hải đăng này. Đó là của bên phía bên Sun Group, khu bãi biển Sun Group cải tạo và xây dựng. Hai bên đây là hai cái trụ cáp treo để nối sang khu đồi huyền bí của công viên cáp treo Nữ Hoàng. We're gonna go on that on in Sapa. Yeah. But it's actually like that little tiny car. Yeah, the cable car. Tomorrow, are we going to Sapa? No. We go to Hanoi today. Maybe Sapa tomorrow. Maybe. Bless you. Oh, say you nằm people in here. Vị trí bên tay trái đây là vị trí tháp đồng hồ. Cái này là cũng đã được xây dựng lại mới rồi. Người ta lắp thì cái tấm panel màu vàng lên, tăng thêm cái cảnh quan và cũng như là để phục vụ du lịch. Phía trước mặt chúng ta sẽ quan sát được phía bên khu neo đậu của các cái tàu cá nhỏ của các cái ngư dân người ta đánh bắt gần bờ ở phía bên Vịnh Hạ Long. What is Vincom? Is it a shopping mall? Yeah. There was Pizza Hut. Really? Oh, you can have nice view over there. Oh, look at that. Yeah, that's nice. Hey, Christian, can you hold this? Can you hold this white? Do that. I'll take pictures. Closer. There's a lot of trees. Oh my god, that hanging. I
thế thì nó bởi cái thùng ngủ thôi mà. Yeah. Is that the fisherman boat? No. Đi tới đi cái tàu đi về nó sẽ. Yeah. Actually, the water is not that. Yeah, this Hà Nội mình đã gần đến phía bên bảo tàng Quảng Ninh bên tay phải của đoàn chúng ta. Ở đây cái tông màu chủ đạo là cái tông màu đen theo giống như là cái ngành khai thác than khoáng sản ở tại phía bên của tỉnh Quảng Ninh này. Đoàn mình khi mình xuống mình chờ em một chút xíu, em sẽ mua vé và sẽ đưa đoàn chúng ta vào phía bên trong của bảo tàng để chúng ta tham quan cũng hiểu và chụp ảnh phía bên trong của bảo tàng. Why they wear the uniform? Wait, this is our museum. Yeah.